Sáng nay ngày 16 tháng 7, Đảng Bộ Thành phố Cao Lãnh khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025, với 248 đại biểu đến từ 38 chi bộ, đảng bộ, cơ sở. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Pha Dân Thương, Bí Thư Thành ủy Cao Lãnh khẳng định, kế thừa và phát huy những thành quả và kinh nghiệm quý báu của các thế hệ tiền nhiệm và giới khát dòng dương lên không ngừng, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đoàn kết đổi mới, quyết tâm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 8, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Nổi bật là thành phố được công nhận đô thị loại 2 và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân thành phố Cao Lãnh trong suốt nhiệm kỳ qua. Đồng chí Nguyễn Văn Dương đề nghị thành phố Cao Lãnh cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết 01 của tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội, chủ động mở rộng không gian kinh tế, liên kết với các địa phương lân cận, công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, tạo niềm tin ở các doanh nghiệp về quy mô kinh tế đủ lớn để xúc tiến và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh. Thành phố cần khai thác tốt thế mạnh là trung tâm phân phối cấp dùng để phát triển nhanh thương mại dịch vụ du lịch, trong đó, ưu tiên phát triển các dịch vụ chất lượng cao, tổ chức triển khai phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, văn hóa kết hợp với tổ chức sự kiện, lễ hội du lịch, thành phố phải xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân trong tạo dựng và quảng bá hình ảnh thủ phủ đất Sen Hồng. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cao Lãnh tiếp tục diễn ra vào chiều nay với phần thảo luận tại hội trường, bầu cử ban chấp hành Đảng bộ thành phố và bầu trực tiếp bí thư thành ủy. Đại hội đã bầu ra 41 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cao Lãnh khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã tiến hành bầu trực tiếp bí thư thành ủy. Kết quả đồng chí Phan Văn Thương tái đắc cử bí thư thành ủy cao lãnh khóa 9 với 248 trên 248 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%. Hôm nay, 200 đại biểu đại diện cho gần 200.000 đội viên thiếu nhi của 442 liên đội trong toàn tỉnh tham dự Đại hội Cháu Ngoan Bắc Hồ, tỉnh Đồng Tháp lần thứ 10 năm 2020. Trong 5 năm qua, gần 200.000 đội viên thiếu nhi trong tỉnh đã phấn đấu thi đua lập thành tích, trọng tâm là phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo năm điều bác hồ dạy. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng mong muốn trong thời gian tới, thiếu niên nhi đồng tỉnh nhà cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, thực hiện tốt phong trào thiếu nhi đồng tháp thi đua làm theo năm điều bác hồ dạy, thi đua học tập tốt, tích cực trong lao động, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, thực hiện nhiều việc tốt, nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa và tham gia hiệu quả các phong trào đội. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo Sở Y tế đến kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận khoảng 110 người về từ Philippines tại bệnh viện giả chiến trường quân sự tỉnh, thành phố Sa Đéc. Đây là lần thứ ba tỉnh Đồng Tháp thực hiện tiếp nhận số lượng lớn người từ nước ngoài về theo yêu cầu của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Theo đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ sở vật chất như phòng nghỉ, điện nước, khu vệ sinh tại bệnh viện giả chiến trường quân sự cơ bản được đảm bảo, sẵn sàng tiếp nhận người cách ly. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu yêu cầu đơn vị quản lý mua sắm, bổ sung dụng cụ nấu nướng phục vụ hậu cần, đồng thời lưu ý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khu vực cách ly.